Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món gà viên chay chiên giòn. Các bạn nhìn thấy những cái viên gà viên chay của mình á, nhìn rất là hấp dẫn ha. Nó vàng ươm luôn, bên ngoài thì rất là giòn, bên trong thì mềm. Và mình chấm vào một cái tương ớt á, rất là ngon, rất là hấp dẫn nha các bạn. Cái sốt tương ớt này mình pha rất là ngon nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là cái bông cải trắng như thế này nè. Các bạn sẽ cắt và tách ra từng cái miếng vừa ăn nha. Bông cải các bạn có thể mua về rửa trước, ngâm với nước muối trước cũng được, hoặc là khi mình tách ra mình ngâm cũng được nha các bạn. Bây giờ ở đây mình sẽ lấy là 200g cái phần bông cải trắng và mình sẽ mang đi rửa và ngâm với nước muối pha loãng nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị tiếp cho mình là 50g bột chiên giòn. Tiếp tục thì các bạn cho vào đây là 80ml sữa bắp nha. Nếu như các bạn sử dụng cái nước bình thường thì mình chỉ sử dụng 50ml thôi nha các bạn. Tại vì cái sữa bắp của mình nó hơi đặc á, cho nên là mình sử dụng đến 80ml nha. Và các bạn quậy đều. Cái độ sệt của cái bột nó như thế này là vừa nè các bạn. Và các bạn sẽ để đây để cho bột nó nghỉ và nó nở thêm tí nữa nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ chuẩn bị là 3 muỗng canh bột chiên giòn. Và 3 muỗng canh bột bắp. Thì cái bột bắp này là từ cái hạt bắp mình xay ra, nhuyễn ra chứ không phải là cái bột bắp mình hay sử dụng cho cái món súp nha các bạn. Và các bạn sẽ trộn đều và để đây nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Các bạn cho bông cải trắng vào và mình luộc khoảng 30 giây thì mình sẽ vớt ra nha. Bông cải nó vừa chuyển qua trong là mình sẽ vớt ra đó các bạn. Bây giờ cái bông cải nè, khi mình vớt ra này thì nó rất là ướt, cho nên mình sẽ dùng khăn giấy thấm dầu hoặc là cái khăn thì mình sẽ lau cho nó khô. Hoặc là các bạn có thể để cho cái bông cải này nó khô thì mình mới làm được nha. Và nó khô như thế này thì mình mới làm được nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ trải bông cải ra và mình sẽ rắc một ít bột năng lên trên cái bông cải này. Và mình sẽ lăn cái bông cải này cho nó đều với cái bột năng nha, cho nó áo bên ngoài một cái lớp bột. Bây giờ thì nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè các bạn, gồm có bột nước, bột khô và cái bông cải mình đã tẩm bột xong rồi. Các bạn cho bông cải qua bột nước, lăn qua bột khô. Các bạn nhìn thấy nè, nó đã lăn qua một cái lớp bột khô rất là ráo rồi ha. Bây giờ mình qua bếp chuẩn bị một cái chảo dầu. Các bạn cho bông cải vào để mà chiên nha. Các bạn sẽ chiên cái bông cải nó hơi vàng thôi, các bạn sẽ vớt ra và các bạn sẽ chiên lại lần hai thì cái món chiên của mình nó mới giòn, nó mới ngon nha các bạn. Và chiên lần thứ hai thì các bạn để cho nó vàng vừa đủ thì mình sẽ lấy ra. Các bạn đừng để vàng quá, khi mình lấy ra nó còn vàng thêm tí nữa các bạn. Đây nhìn rất là hấp dẫn ha. Các bạn sẽ chấm với tương ớt nè, pha một chút xíu mayonnaise và cái sốt mù tạt nha. Rất là ngon, rất là hấp dẫn. Mình
mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.